Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến tham dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimia tại khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ BKMX Bình Phước. Tham dự buổi lễ ý nghĩa này còn có các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương, đại diện các ngoại giao đoàn và hiệp hội thương vụ các quốc gia vùng lãnh thổ. Thời gian qua, tỉnh Bình Phước và công ty BKMX Bình Phước rất năng động và linh hoạt trong các hoạt động thu hút kết nối đầu tư để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tập đoàn Hayat, một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực hàng tiêu dùng có trụ sở chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã quyết định đầu tư 250 triệu đô la xây dựng nhà máy rộng 32 hectare tại khu công nghiệp BKMX Bình Phước. Nhà máy của Hayat tại Bình Phước được kỳ vọng như một trụ cột chính xuất khẩu khoảng 40% tổng công suất sang Thái Lan, Malaysia. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Hayat Kimya tại khu liên hợp công nghiệp và đô thị BKMX Bình Phước là chiến lược nối tiếp chặng đường thành công suốt hơn 3 thập kỷ qua của Hayat tại các thị trường Đông Âu, Trung Đông và Châu Phi. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng nhà máy Hayat Kimya đã chính thức đi vào hoạt động và hoan nghênh các nhà đầu tư đã quan tâm lựa chọn Bình Phước để đầu tư, đồng thời bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi nhận thấy sự phát triển của tỉnh Bình Phước đang diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng sự phát triển này vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện của tỉnh. Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra rằng Bình Phước cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy tối đa tiềm năng. Thế tôi đề nghị là phải làm công tác quy hoạch tốt, phải tập trung làm công tác quy hoạch tốt. Quy hoạch tốt là gì? Thứ nhất là phải chỉ ra được những cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bình Phước so với lại Bình Dương thế nào, so với Tây Ninh thế nào, so với Đồng Nai thế nào, để chúng ta xây dựng cái cơ chế chính sách nó phù hợp, phát huy tối đa cái tiềm năng thế mạnh này của Bình Phước. Cái thứ hai, công tác quy hoạch thì phải chỉ ra được những cái gì mâu thuẫn tồn tại của Bình Phước, ví dụ như tiềm năng thì lớn nhưng mà chính sách thì đang hạn hẹp, đấy là một cái mâu thuẫn. Đây là cái thách thức của Bình Phước, chính là cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái thứ hai là quy hoạch phải làm tốt để định hướng phát triển tốt. Có quy hoạch tốt, có nhà đầu tư tốt, có dự án tốt. Có quy hoạch tốt thì có dự án tốt. Có dự án tốt, có nhà đầu tư tốt. Có nhà đầu tư tốt thì sẽ có cái đầu tư khai thác hiệu quả. Có thể thấy rằng việc tập đoàn Hayat và các tập đoàn lớn của thế giới quyết định lựa chọn khu công nghiệp BKMX Bình Phước là đối tác chứng tỏ BKMX nói riêng và Bình Phước nói chung đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc các nhà đầu tư lớn liên tục ký kết hợp tác đầu tư tại Bình Phước vừa qua cũng là một minh chứng cụ thể cho sự uy tín của khu công nghiệp BKMX Bình Phước, cũng như thể hiện rõ sự phát triển từng ngày của tỉnh Bình Phước, một trong những tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.